xe chiếc Ford như này các bạn, chở ba cái diêm ra, ba cái hôm mì ra nè. Rồi xong ra anh cài xong là quay lại xới luôn phải không? Đang 2.2 à? 2.2 hả? Dài nhiêu? 3 mét mấy? Dài 3.6. À 3.6 hả? Một này thì mình xài cầu gì anh? Cầu Hyundai 5 tấn. Cầu Hyundai 5 tấn hả? Xe chiếc Ford như này các bạn, chở ba cái diêm ra, ba cái hôm mì ra nè. Mà đi cái đường nó khó đi nè. Đi đường khó đi nó rống không à. Rồi, khỏe rồi, qua lớp sình này. Khúc kia nãy giờ nó nhão quá. Chạy hơi khó chứ tung bánh. Giờ sẽ bỏ hôm xuống đám này. Phần này hình như là 4.600 vậy. 4.600 hay 4.100 vậy nè. Giờ lại mình xem anh bỏ xong mình giăng lên đầu trên lên nha các bạn. Chiếc VF 1.300 chạy vô luôn rồi, chạy vô nghỉ trưa luôn rồi. Đó, tức là chạy được bao nhiêu đây thì chiều xới trồng trước rồi xong rồi cái kia tính tiếp. 4.600 nha các bạn. 4.600 một cầu. Có chạy lên đầu trên không? Rồi em giăng lên cản chứ. Anh báo anh chạy vô luôn rồi. Bỏ đây chứ không có đi. Bỏ đâu? À đứng dưới A được phải không? Rồi ok. Bao nhiêu vậy mà cũng nặng dữ ha. À diêm dưới hả? Diêm dưới nặng phải rồi. 4.600 một cầu nha các bạn. Mình đứng ở đây luôn chứ mình không có đi xuống dưới. Đó, anh đang lấy diêm. Thôi đang lấy bỏ ấy xuống. Mình hết thấy đường sáng vậy luôn rồi. Nắng cái này 11 giờ trưa các bạn ơi, nó tối dữ lắm. Mình thấy không rõ luôn á. Đây nè, ở đây xung quanh đây còn một mớ nước nè. Nước này khoảng qua Tết và cuối tháng Giêng á, cuối tháng Giêng mới khô hết cái này.
quét khung á. Đã tới luôn. Thành cái bên châu. Bèn lên không hay luôn chứ. Còn xuống các bạn ơi, dùng quá. Anh bèn lên mình không hay luôn. Cái thấy gì các bạn thấy gì chứ, đứng nó giặt nó rung chứ. Kìm mỗi tay lắm. Ủa anh, vậy là cái đám này chiều chồng luôn hả? À, chiều chồng luôn. Vậy là chút nữa anh nghỉ trưa xong anh ra anh cài xong là quay lại sới luôn không? Là xe nào sới xe này luôn hả gì? À chứ mà ép cho nó ha chứ mà. À. Còn Diêm xuống ở đâu? Anh nhìn kia hả? À luôn này hả? À. Một là mình ngang cho cả 2,5 m các bạn. Bụi quá. Bụi điện thoại nha bơ ơi, bụi không. Nhà ơi, xuống dưới đó là nhà đó các bạn. Cái bên kia hết tiếp luôn. Nó hai tia ben hay các bạn. Nặng cũng còn nặng ghê ha, zin còn nhiều lắm. Rồi, giờ bỏ vô đó. Con mình làm hay cực ha. Nó dơ nha các bạn, cái xe này rửa là còn đẹp lắm. Vậy là còn một phần mấy mét là chưa trồng ha. Trồng tới đây rồi. Đó, xuống được 2, 4, 6, 8. 2, 4, 6, 8 chục bao nữa các bạn. Rồi hạ bên trước. Rồi. Chạy, chạy, chạy đi, chạy đi, chạy đi. Bên đây chạy, bên đây xới rồi chạy im nè, hồi nãy dằn quá. Rồi bỏ xuống đây các bạn, bèn lên. Vậy là mì cái này xuống hết luôn phải không?
hết luôn. Một đề bị ngang 2 mét rưỡi không anh? Ngang 2 mét 2 à? 2 mét 2 hả? Dài nhiêu? 3 mét mấy? Dài 3 mét 6. À 3 mét 6 hả? Một này thì tụi mình xài cầu gì anh? Cầu Hyundai 5 tấn. Cầu Hyundai 5 tấn hả? 2 T-Ben luôn hả? Nó có hộp số phía trước đó các bạn. Bỏ dìm xuống. Cầu Hyundai 5 tấn. Giờ chưa về nghỉ ăn cơm nữa hả? À, chút xíu nghỉ. Sáu. Ủa anh, một này mình mới đóng cái gì còn mới chưa? Đóng ở đâu? Thường thường thấy trên video bên trong mình xài của Thanh Sơn nhiều á. Đóng ở Phan nè. À, Sáu Phan hả? Này đóng ở Sáu Phan các bạn. Mới đóng luôn cái gì, coi nhìn còn mới. Này đóng chắc cũng không bao lâu, chừng 2-3 tháng là giữ. À, giờ anh bắt đầu xuống zin nha, xuống zin dài dài dưới kia luôn. À, xuống mấy bao ngay góc này nè. Xịt bít hết rồi. Chỗ sau này chắc nó chỗ sau nó có 35 à. Mấy 35 này. Chỗ sau nó có 35 hả anh? 35 à. Không phải, không phải. Rồi cái số đó, cái số đó không phải, số 35 không phải. Đây nè. Rồi cái số bên đây phải nè. À, 13.636. Rồi. Chạy chạy lên bỏ zin xong rồi về luôn không? Rồi thôi em cũng về luôn nha. Anh chạy bỏ zin xong rồi về luôn các bạn ơi. Mình cũng nghỉ trưa luôn. À, chạy qua phía bên trái đường đó đó, bỏ zin dài xuống dưới luôn. Cái chỗ anh đáo mới cài nè là chiều là chiếc MF 698 698 cài. Ôi 698 xới xong rồi chiếc Yanma F200 các bạn. Yanma F200 sẽ gạch cái đường để trồng bì giống hổm vậy đó. Rồi mình cũng kết thúc video nha các bạn. Cảm ơn các bạn rất nhiều đã xem video của mình. À, mình đi quay cũng một bữa hai nữa là cũng nghỉ Tết rồi các bạn ơi. À, cũng sát Tết rồi, bữa nào 24 rồi. À, đây là con xe trâu bò của mình. Rồi bye bye các bạn nha, hẹn gặp lại các bạn những cái video tiếp theo của mình. Rồi chào tạm biệt.